Kinh văn. thị danh đệ nhị lập năng vi tâm thành năng sự quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành xanh đại mạn thiên ngã biến viên chủng biệt dịch đây là dạng thứ hai lập nên cái tâm năng vi thành cái quả năng sự trái xa với tính viên thông ngược với đạo niết bàn sinh ra giống đại mạn thiên chấp cái ta trùm khắp Giảng dạ, đây là dạng thứ hai lập nên cái tâm năng vi thành cái quả năng sự Đây là dạng thứ hai lập nên luận về quả vị có thể chứng đắc Căn cứ vào ý tưởng mình có một năng lực Dựa vào ý tưởng mình có năng lực khiến làm xuất sinh các loại chúng sinh Nên nghĩ rằng mình đạt được quả vị dường như chủng khắp viên mãn Nên trái xa với tính viên thông những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái nghịch với pháp môn nhĩ can viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình, phản văn văn tự tánh, trái ngược với đạo niết bàn, hành giả cũng đi ngược với đạo lý bất sinh bất diệt, ngược với đạo niết bàn sinh ra giống đại mạn thiên chấp cái ta trùm khắp, sinh ra hạt giống đại mạn thiên chấp cái ta trùm khắp viên mãn, rốt cùng, hành giả sẽ bị thọ sinh vào trong cõi trời đại mạn đó là cõi của đại tự tại thiên đại mạn có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài vị này luôn luôn cưỡi trâu trắng có ba mắt tám cánh tay nghĩ rằng mình rất là ưu việt Cưỡi châu trắng đi lại một cách tự do, rất tự mãn, vì vị ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. Vị ấy tuyên bố, ta hoàn toàn trùm khắp cả pháp giới, ta có khả năng thành tựu tất cả mọi việc.